Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cắm câu các bạn, kiếm cá cho bữa cơm các bạn ơi. Thì đây mình có mấy con nhái nè, được ba bốn con gì á. Thì nhái cây nhái cỏ các bạn, mình sẽ cắm câu bằng cái mồi nhái này. Thì cắm chắc khoảng 3 cần 4 cần gì đó. Thì cách móc như thế này nè, mình sẽ chỉ các bạn móc luôn, móc rồi đi cắm luôn. Thì kiếm mấy cá lóc các bạn, này cắm mồi cắm này thì cá lóc nhạy lắm. Thì các bạn móc á, cái móc hai cái lưng nữa nè. Hai cái lưng này nè. Hoặc là các bạn có thể móc ở từ cái miệng nữa, nhưng mà cái miệng thì cái lóc nó tám nó sẽ không nhạy. Thôi móc kiểu này đi, móc cái lưng các bạn, móc cái lưng cho nó lội, nó bơi thì cá lóc nó sẽ thấy nó dễ nhạy hơn. Đây mình sẽ móc cái lưng như thế này các bạn, rồi mình cho nó bơi, thì nó bơi thì cá lóc nó thấy nó sẽ táp liền. Bây giờ mình sẽ đi cắm cái này. Kiếm cá lóc các bạn. Đây, đi thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm ở đây cần các bạn. Đó, các bạn cắm cho con nhái nó nổi mặt nước kìa, để nó bơi các bạn. Nó bơi thì cá lóc nó nhạy hơn. Cái bóng nó thấy lại thấy động nước á, nó lại nó tấp đi. Cắm lại cho nó ngon cái. Đó. Đây các bạn, mình sẽ cắm nổi dưới này nha. Rồi, cần đầu tiên. Cắm cái ao như thế này nè. Cắm bằng ngày luôn bạn. Một cái ao này thì lâu rồi. Nghĩ là chắc có cá lóc á. Mình đi cắm tiếp bạn. Cắm cái đèn cần nữa đi. Con này nó hơi bự các bạn ơi. Nào. Cắm đây cần nó đi. Cắm đây cần đó các bạn ơi. Có bèo gồng luôn nữa bạn, cắm dám chút xíu dính luôn á. Có bèo gồng nè, bu lại nè các bạn. Có bèo gồng nè bạn, các bạn thấy không? Chắc bạn không thấy được quá nè, đi nè bạn, chưa hên hên nữa lát cá lóc cũng táp luôn. Bạn cắm đây đi nè, chút xíu đi thăm mình quay cho bạn xem nha. Dính các bạn ơi, dính cái tay các bạn ơi, cá lóc gì á. Em nữa các bạn ơi, cá nhỏ chứ không bự. Hay, dính các bạn. Một em nữa. Quay mặt cây cây làm gì? Quay mặt đây rửa chén quạo quọ vậy hay gì? Một bắp này ha, bẻ luôn bắp chuối kia ta. Thằng kia cũng có một bắp nữa kìa, tú đặng nghe bị cường á. Rồi một bắp
Dính luôn rồi. Ôi cái sải chín kìa. Đá ghê không? Tươi à. Ngon ghê ha. Đâu luôn. Hết rồi. Vô. Vô. Ờ không có bỏ quá chỗ này đâu nha. Quá trời cháo à? Hả? Ăn cháo hết rồi. Chủ yếu ăn cá chứ bắt cho ăn cháo không hay gì. Đâu bỏ qua chỗ này đâu nha. Sát đại hoàng cái tay rảnh rảnh hả? Không có rảnh nghe. Mê đê hay gì? Vậy thì hát bắp chuối đi chứ à. Hát bắp chuối trời tỉnh á. Thôi lát vậy đập ra ăn luôn với sáng chị. Lấy chanh rác vô lượm à. Quay quay không biết chứ à. Chá không quay ha. Cá đâu? Cái này, cái này. Nó cứng luôn, trời ơi. Cứng luôn nào rồi. Tới vô đi. Tới vô. Má chế nước nhiều lắm không giờ sạch. Tới vô. Ít không ơi, đắng không ơi, đang thui không ơi. Đắng không, mình đắng không biết nè. Thôi, thịt xin nó đang thui ơi. Vàng hè vậy mà kêu trắng. Ghê ăn hả? Ăn đuôi còn ở đâu đâu rồi. Lỡ rồi. Vậy quậy hoài hả vậy? Nó mất rồi. Đó. Tưng á. Phải cái đầu đó. Đó. Đầu này nè. Này hết chạy còn gì nữa đâu. Có lấy mật không? Để gì mật? Ruột. Cái gì ruột? Bỏ hả? Trời ơi, cái lóc đồng mà bỏ ruột cái tay này. Đồng đâu đồng, cái trong giường mà đồng gì? Thì cái lóc giường. Chó ra bắt con vườn nó độc đồng. Cãi cái cãi gì vậy? Nói nó gì đó, tôi sợ sợ nó nặng nó nhẹ đó. Đây. Ủa rồi không chắc bắp chuối hả? Để nó sắc rồi. Không có cho ăn, chịu chửi nó bây giờ không ai cho ăn. Trời ơi còn ớt không? Chửi gì đâu, nước mắm gì thì ghê mà. Trời ơi ngon quá, quá trời ngon luôn. Xong chưa hẹn? Xong chưa? Chuột đó là xong rồi, đem về dưới luôn, bây giờ ăn cơm đi. Lụm. Ngọt kia ta. Chiều bé bắp chuối đã đời. Chiều yếm gà lộng gỏi luôn. Chú quả bắt gà. Đâu? Bà nó. Bà có cái thuốc mà ăn được. Phải bỏ. Bà gà. Có cụ gà. Cụ gà rồi chín ta. Nãy hứa đã rồi. Ăn rồi bỏ. Em thấy tao gặp cái ghế tao ngồi không? Mày thấy ghế không? Chạy đâu rồi hẹn? Ngồi lại nhậu ha. Hẹn, chạy đâu rồi? Bỏ đá vô. Rồi,
Thôi, cá này nguội rồi mày. Chưa nguội. Bắt cục đá hồng thùng còn qua. Đá không bỏ được cục đá nha. Sạch đá nè. Cá anh giải không sạch vậy thôi. Anh khởi á. Mận chuột không mỏi tay. Đứng đây thừa. Nó cổ mới giải à. Giờ đang chỗ con hiển không? Chanh này, chanh vô. Cái ăn mình đó. Rồi khác. Khác con. Khác con, khác con. Rồi giờ đang ăn coi bàn để làm gì tiếp nè, không biết làm luôn chứ. Mấy trừ ứng của cá nào. Bỏ trong nồi. Làm gì nữa? Gác rồi, gác, có mùi gác rồi. Có mùi gác rồi. Tắt lửa luôn rồi. Chín rồi. Chín lắm rồi. Cháo rồi còn cơm nữa. Hồi giờ ăn tô cơm với viên chuột đây vừa rồi. Ăn cơm được chuột. Chuột cái chuột ẩn về ăn chứ à. Qua là ăn gắn, hiện nay ăn chuột. Mới ăn gì nữa hả? Mời ăn đắm hả? Còn thấy chốt ăn đắm rồi. Ăn mà đứng không yên nhận thấy à. Vô 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 làm sĩ ấy. Gì vô Phương? Cái gì? Cháu không tự. Thôi ơi, tao mới cơm rồi. Chắc mình nói ba cái dừa. Nó vô, không rồi á hả? Bây giờ thì mấy cưa không khỏe hả? Đó đủ mấy đúng vừa mà cưa chết mẹ luôn. Đủ, cái này nó đúng mận vào thái. Nó thái không vừa luôn. Thằng nào? Nói qua có không? Làm clip á hả? Hả? Làm trong clip á hả? Đúng vừa bằng vô khoái thấy hả? Mấy thằng làm clip rồi hả? Làm clip gì? Con cá ăn cái gì không hết rồi. Dễ rồi. Đâu ai dám ăn đâu hết. Ăn nhéo 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 vậy hả? Ăn vậy hết. Ăn vậy hết rồi sao? Vũ lành đánh bài đá banh nữa. Chơi làm chi vậy? Chơi đoạn thua làm chi vậy? Vô cái nực hiển qua hàm bắt được chuột thì nó hai con mày con ứng con vừa thứ gì mà con hai thằng dành hả? Cái nhỏ thịt còn mềm nó bự thì khô khóc. Má tính để chút gì bác. Đây là mất tiêu. Khô rồi chứ. Nó khô qua điểm mềm rồi. Khô. Khô nó còn cứng quá. Bữa chiên nó cũng cứng. Khô này á, tôm xài á. Mềm ngon. Thôi cũng xài vậy. Nó giả hết. Rồi.
nay cha để chiều gì ăn đã đi. Xong buổi sáng vậy cá dính vô rồi bác có chịu.